Shea Blatter và Michel Platini trắng án. Cựu chủ tịch FIFA Chef Blatter và cựu chủ tịch UEFA Michel Platini đã hậu tòa tại Thụy Sĩ. Trước khi tuyên án, Blatter tuyên bố vô tội. Chắc chắn tôi vô tội trong vụ án này. Tôi không vô tội trong cuộc sống của tôi. Nhưng trong trường hợp này, tôi lại vô tội. Blatter, một người Thụy Sĩ đã lãnh đạo FIFA trong 17 năm, đã bị Tòa án Hình sự Liên bang ở thành phố Belenzona, miền nam nước này, xóa tội gian lợn. Platini, cựu đội trưởng và huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Pháp, người đã trở thành chủ tịch UEFA cũng được tuyên bố trắng án vì gian lận. Cả hai từng là những nhân vật quyền lực nhất làng túc cầu toàn cầu đã bác bỏ cáo buộc chống lại họ. Các công tố viên đã buộc tội Blatter và Platini dàn xếp bất hợp pháp để FIFA trả cho cầu thủ người Pháp 2 triệu franc thụy sĩ, tương đương với 2,06 triệu USD vào năm 2011.